ghê gớm không? Trời ơi ghê gớm không? Đó, bây giờ xài thuốc này bây giờ yên tâm rồi, vụ sau nó là xài hết sợ rồi, đó. Hết hồi hộp rồi. Thấy ngon là nơi mà làm rất là đơn giản, xịt rất đó, là đơn giản. Xịt xuống hay. Vậy chứ cũng còn vẫn sợ. Bây giờ là mới yên tâm rồi không, đó. Mà nó dài. Bằng lá luôn rồi. Nó dài. Giờ mà cắt được tấn mớt nữa là rồi ha. Trời ơi. Hello mọi người. Ngày hôm nay Hoài Thương không còn ở Long An nữa mà Hoài Thương ơi bay chỉ về Đồng Tháp rồi. Và cái khu ruộng này là kế nhà máy của công ty Trương Hoàng Đông, và đây là cánh đồng mà 15 hecta của bố mẹ nuôi Hoài Thương, và của bố mẹ nuôi Hoài Thương là chú Bà Việt đó cả nhà. Thì ngày hôm nay là bố mẹ nuôi nó là chuẩn bị khoảng gần mấy ngày nữa là cắt rồi. Bây giờ lúa đẹp quá, con lên con quay một chuyến mà bố chuẩn bị là cá khô nhậu rồi, nhưng mà Hoài Thương ăn tương nên là chút xíu quay xong để coi vô coi như thế nào nha mọi người. Còn bây giờ thì bố mẹ đang dẫn Hoài Thương đi xem cánh đồng, mà lúc đầu là Hoài Thương tính là chỉ đứng ở ngoài trước để xem lúa thôi, nhưng mà do là thấy cái dàn lúa OM18 nó quá đẹp, mà đi càng đi vào trong nó càng đẹp, nên là Hoài Thương chuẩn bị quay cho bà con xem, cho bà con xem mình từ đây đi quay nè. Nó đẹp như mơ luôn, nó đẹp cực kỳ luôn, mà bông nào bông nấy nó rất là đều rang ha, lá còn xanh rất là đẹp. Nhưng mà cái đồng này có rước hạt 5 kg nha cả nhà nha. Còn ruộng xung quanh chúng ta thì bị cháy lá rất là nhiều, và nó không có được đẹp như của mình, còn của mình thì bao đẹp luôn nha. Đây kỹ sư công hậu quay cho bà con xem nè, bà con xem nè, đó bông lúa nè, gió quật nè, trời ơi nó nặng kiểu nè. Đây đây lúa này còn khoảng gần 10 ngày nữa thu hoạch nha cả nhà. Bữa cuối là bố mẹ xịt chỉ có là 2 chai kali thôi. Tụi con xem bông nè, đây ha, thấy bông chưa ạ? Đây hạt lúa, bông lúa chúng ta rớt là đều, rớt là đẹp luôn đây. Trời ơi bên đây mới đẹp, bên này kỹ sư công hậu, trời ơi gió nó quật nè, quá đẹp luôn. Rồi chúng ta đi qua bên kia nữa xem coi như thế nào nha. Đẹp quá, khá đẹp không? Quên nữa, hồi nãy Hoài Thương có biết được thông tin là vào cái vụ trước Hoài Thương có quay là lúc đó là đang cắt lúa đó cả nhà, cắt lúa mà bị ra lúa là nhiều đó, thì mà Hoài Thương chưa có thông tin báo cho mấy bà con là cắt được bao nhiêu. Chút xíu chúng ta sẽ nghe coi vụ rồi bố mẹ nói là ở đây bình quân, ở khu vực ở đây là ở khu 6 của Hưng Thạnh, Tháp 10, Đồng Tháp, thì bình quân ở đây đất 3 vụ, thì mỗi một vụ bổ đồng khoảng tấn, thì 3 vụ như thế là 3 tấn, không bao giờ rớt 3 tấn. Mà để chúng ta hỏi xem coi vụ rồi là cô chú cắt được bao nhiêu, thì chính miệng cô chú sẽ nói cho mình biết được luôn là cắt được bao nhiêu nhé. Vô bên đây mà nó bay đúng không ta, chơi luôn vậy. Không biết kìa, muốn đi tới đằng kia thì đi à. Đây nè bông nó quằn quại luôn, trời ơi đó. Mê chết không? Làm lúa mà làm cỡ này chưa thấy gì nữa nè cả nhà ơi. Gì mà còn không lợi nữa hả? Kìa trời ơi, có bông lúa rồi đó. Quá đẹp, xuất sắc. Tại vì bố mẹ nuôi của Hoài Thương vậy không đó, tại sao chịu nổi. Bởi vậy mới nuôi được mười mấy đứa con đó hả? Bởi vậy mà nuôi ai đâu, mà đâu có nuôi con nuôi này đâu. Em mà thuốc này nó xịt cái nó vậy, nó nặng không vậy nữa là thôi. Thôi luôn rồi. Trời ơi nè đó. Đây là hai bờ nè, là đều là của mình hết luôn nha cả nhà. Còn bên đây là của anh ta nè. Đó, nhìn cái là thấy sầu não liền. Đây của mình nè, đó, nhìn qua một cái là thấy nó xanh rờn, lá xanh bông đẹp. Xuống dưới rễ này chứ bắt vợ mất gì luôn. Dạ. Dạ. Lúa giống của Lộc Trời làm chưa chắc được vậy đó. Lúa giống của Lộc Trời làm chưa chắc được vậy đó hả? Giống này vậy. Bố để đó giống nhà luôn nè. Đúng rồi, mà để giống nhà luôn. Trời ơi bông hoàng quại không cả nhà ơi, em 18 nha. Quá đẹp còn gì nữa không? Cái này vàng đẹp quá chú ạ. Rất là đẹp. Gấp rất gò đó. Rồi, hello mọi người. Như nãy vừa Hoài Thương quay á, đang đi thăm ruộng ha, mà đi không phải đi có chút xíu, cái chuyến này là đi hết xuống gần hết cánh đồng mà bọc đường này lại mình vô luôn. Có nghĩa là chuyến này á dàn lúa nó rất là đẹp, mà tại sao mà mình đi nhiều, tại vì do là cái vụ trước là bố với mẹ chỉ xài có hai cửa cuối hay gì đó, hai ba cửa cuối gì thôi. Đó. Hai cửa cuối phải không ạ? Dạ, còn bây giờ bắt đầu từ vụ này nè, vụ thu đông vụ này thì bố mẹ đã làm hết từ đầu vụ đến cuối vụ luôn. Là lúa rất là đẹp đó, nên mà bây giờ Hoài Thương tới thì quý bà con có thể là xem gương mặt này. Ở các tỉnh khác thì Hoài Thương không biết, nhưng mà riêng tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là Tháp 10, thì đây chính là hai vị đại gia mà bà con đi đâu Hoài Thương hỏi cũng biết là chú Bao Việt hết. Đó là đây là hôm nay là quay trở lại, thì Hoài Thương để cho bà con xem là sau khi hồi vụ trước mà
bố mẹ xài hai cử cuối nó như thế, và bây giờ khi mình xài từ đầu vụ đến cuối vụ nó có khác gì hay không, và đặc biệt nữa cái lượng phân bón là giữa cái phân bón hóa học là mình có giảm được bao nhiêu ký hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem nha. Đây bữa nay con nghe đồn mới đi du lịch về hả? Du lịch tới đâu? Nha Trang. Đi tới Nha Trang đó. Mà tuổi này lớn tuổi vậy rồi đúng là người ta đi không nổi, mà cái này đi tới Nha Trang. Đi 3 ngày. Ba đêm 2 ngày. Nếu mà mấy đợt trước con ghé là đâu có gặp nhà đâu. Ừ. Đúng không? Ừ. Hậu nó kêu mấy ngày rồi nhưng mà ngoài thương chưa có ghé, mà đúng hơi luôn ghé bữa nay vừa ba và mẹ vừa về luôn. Ủa bố đâu có đi du lịch hả? Sao vậy? Không, sợ gió, dọc gió nhà quá không sợ. Trời ơi, nhà sợ lúa ngã hả? Dạng lúa này mà ngã được nào. Rồi bây giờ giới thiệu lại cho quý bà con, đây chính là chú Ba Việt và đây là phu nhân của chú Ba Việt, còn là bố mẹ nuôi của Hoài Thương. Hoài Thương không nhắc lại nữa nha. Địa chỉ ở đây là chỗ ngay khu 6 Quẹo Vô đó, thì ngay chỗ thấp 10 Đồng Tháp. Thì bây giờ vụ này mình cũng làm con em 18 luôn, đúng không ạ? Rồi vụ rồi mình làm 15 ha. Vụ này có lên xuống nhiều không? Có nhiều đó. 15 ha luôn. Nghe nói tính mua luôn hai chắp canh bên đây mà, tại lúa xấu quá mua làm sao cho đẹp để thôi là tức quá, đúng không? Để vụ tới này em tụi nó làm cái thuốc này thì luôn rồi quay luôn quay cái đồng luôn. Đây, vậy là bên đó tao không có làm hả? Không, bên đó tao làm gì quá gì thuốc hóa học. Vậy hả? Rồi bây giờ nè bà con ơi, ở đây hôm nay chúng ta đây đất đi đất ba vụ, mà Hồi Thương nãy Hồi Thương có nói với bà con á, để hỏi xem coi vụ rồi là lúc mà cất lúa là do cắt lúa nó lụt vụ quá 15 ha lần mà, nên là không thể nào kịp cân, nên Hồi Thương không có đợi tới lúc cân được. Thì bây giờ thì bố mẹ có thể nhắc lại cho bà con biết coi là cái vụ rồi đó là cắt được nhiêu, được tính bố là cắt đủ bổ đồng hết luôn không? Có dư đó là được đó, thì đó cái máy cắt chạy nhanh quá nó ra lúa đó nó, mình có chịu hao không? Là không có trừ hao đó, mà giờ cân là hơn 1 tấn mốt nữa bị có chưa chờ lúa giống đó. Có lúa giống nữa. Thì có để lại làm giống hết đâu nhiêu nữa mà. Để tấn mốt đi. Tấn mốt để cho chặt đi. Nhưng mà con không chịu. Tại vì á là bố với mẹ nói á là ở đây đất ba vụ hồi xưa tới bây giờ làm bổ đồng vụ là cũng 1 tấn. Vậy tại sao vụ rồi 1 tấn mốt? Mấy năm trước cũng có. Con nói năm trước bằng đàng hoàng tới 1 tấn 3 đó. Nhưng mà mình không có thể so đàng hoàng, mình so em thôi. Ô em mà đụng vào được tấn mốt là được không? Thì ngon rồi đó, mới vừa này mới thấy mới làm nè. Mới mua thuốc nè. Mà được rồi, con xin lỗi là con không qua được, nên là thông cảm giùm con nha. Con đi đâu nè ta mà rồi, sao rồi vụ này giờ bằng hết thuốc luôn mà cũng còn sợ nữa. Còn sợ nữa. Còn sợ nữa, con chưa chắc nữa. Bây giờ cắt vụ này nữa mới biết. Trời ơi, còn sợ. Bây giờ thấy lúa thì được rồi đó. Dạ ok. Giờ vụ này cắt cỡ nhiêu nữa ta? Tấn không biết, cũng chưa biết rồi. Cắt ngàn ký chứ được mà. Dạ, thì bà con thấy lại giờ làm đạt nữa là chắc ăn yên tâm, mà mình không có sợ nữa. Dạ. Mà nuôi mười mấy đứa con rồi, nuôi thêm con nữa được không? Được. Nuôi thì giờ ta góp gạo từ từ đi chơi. Thì đúng rồi, lúa chúng rồi mà nuôi thêm mấy đứa con. Rồi bây giờ nè, cho con hỏi ngắn coi, có nghĩa là vụ rồi là bố với mẹ là xài cái này vào hai cửa cuối. Đúng không? Được. Rồi cái bắt đầu thời vụ này, từ đầu vụ đến bây giờ là mình có ngâm giống đồ tá đầy đủ như cái quy trình của con hướng dẫn không? Đủ hết trơn luôn đó. Đủ chưa luôn? Ừ. Có từ đầu tới cuối luôn á. Không có sót, mà nó có cái vụ pha lộn đó đó. Pha lộn sao? Cái tử mà mình xịt dương mầm là không có, bởi vì mình xịt cỏ cây. À là không xịt dương mầm. Không xịt dương mầm. Rồi cái cỡ mà sửa sẵn chỗ nè, nó xịt lộn phụt nè. Lộn sao? Lộn cái nào qua nào? Ba mẫu gỡ, mình xịt hai cái này nè. Ba chai này. Cái này. Cái nào? Ba chai này quất ba mẫu gỡ. Ba chai này luôn. Ừ. Thứ ba chai á. Thứ ba chai hết luôn. Ba chai này quất 3.5 mẫu. Ừ. Bởi vì nó lộn thuốc mới sợ mới điện. Thứ ba chai. Cái này là chia làm hai. Đúng rồi, nó chia hai là xịt hết đất. Chắc vậy nó có lá rồi chứ gì. Cái bắt đầu dòng ngủ mới thức dậy 4 giờ sáng hà nó kêu xịt thuốc. Xịt lại đem lại pha. Trời ơi. Chia hai lần dùng. Quá liều cử. Thì bởi vì quá liều. Cái chỉ có vậy thôi. Rồi cái điện hoài điện không được rồi còn sợ thêm nữa. Không biết xịt vô rồi nó có sao không, nó tốt. Cái này điện không 4 giờ sáng không hay không? Không có. Sáng rồi lẫn điện có chắc, à. Chắc nữa nó quá thuốc rồi lúa nó mới trúng vậy chứ vậy. Ăn quá lúa thuốc quá trúng. Rồi bây giờ cho con biết lúa nè. Thôi à, vụ rồi làm bao nhiêu ký con? Thôi vụ rồi á. Vụ 2 á thì 55 ký. 55 ký. Rồi còn vụ còn xung quanh người ta cũng trên mình 55 ký. Hết trơn á. Rồi vụ này là mình giảm được bao nhiêu ký con, quan trọng là vụ rồi mình không có trộn nè. Vụ này mình trộn mình giảm được bao nhiêu. Còn cái vụ này vừa trộn vừa nãy kia là gái công nhỏ là 40 ký. Hột luôn đó, nước hột luôn, vậy là coi như giải được 93 ký.
sau đó là rước hạt thêm 5kg cho nó ngon nữa đó, phải không? Đặt cái này có sao Hòa Thương nói sao, tại vì cái đây có rước hạt nha, nên là Hòa Thương có nói là rước hạt 5kg, tại vì vùng đất ở đây của bố mẹ hồi xưa giờ là phải rước hạt, tại nó không rước là nó sẽ bị khô, nó chín khô, vùng đất ở đây đặc thù là như vậy ha. Đó thì chị làm bao nhiêu phân mình giảm được 15kg. Cho với người ta giảm được mấy ký, người ta đó cho người ta giảm nhiều lắm, người ta gánh nhiều lắm, người ta gánh nhiều ký, không thấy mình cái gánh nó thân quá thì thân kìa, ta gánh nhiều ký lắm. Cho với con ở nhà, con trong gia đình đây là nó giải con nhỏ một bao đó, con nhỏ một bao, không một bao cũng 45kg đó. Dạ, còn mình được 40kg. Mà nãy con nghe nói cái ruộng ông nào hai bao? Hơn nữa, hơn đó, tính hơn đó, tính có 2 mẫu rỡ nhưng mà nó 30 bao, 31 bao gì đó. Nhiều quá chứ không thể nào mà không xài cái này, mà rồi đi 45kg là không trúng đâu. Phải xài trộn với cái này mình giảm nha bà con. Nghĩa là mình trộn với TRD mình mới dám giảm. Chứ mà không trộn giảm là thấp chết. Nên là bà con nhớ kỹ cho mọi thương nha. Dạ đúng rồi. Vậy là giảm được cũng nghe mười mấy hàng chục không? Mà 15 hecta thì giảm hơi bộ mà. Cái này bố mẹ chắc xịt hơi lậm thuốc bởi vì lúa nó trúng được. Đây đâu bắt cho con một bông nào ở trong đi, để ngoài ta nói ở ngoài bảo trong đây nè. Đây à, đây đây mà cầm giùm con coi, bông này mới đúng là bông chậm, bất ngẫu nhiên thôi đó. Thì đây là cho mấy bà con xem nha, đây là giống OM18 hồi vụ trước ha, bố mẹ cũng làm OM18 này, mình bứt đại chứ không phải bứt ở ngoài, còn ở ngoài nó còn đẹp như mơ nữa nha cả nhà ơi nè. Này xin lỗi mà, xin lỗi cái này nè, mới sợ không biết nó có sao, cái này tốt quá. Nó có lắm. Bị lem lép nhưng mà nó bị mật độ ít ha, vài hạt chứ không, chứ đều có nha, chứ không phải là không có, đều bà con thấy rõ nè. Mà nó vô gạo tới cậy luôn ha, và cái hạt nó cũng rất là dày nè, nè bà con thấy rõ không? Đây. Mà đang nãy giờ quay lúc ngược gió bà con thấy nó đã lắm, nó mê dữ lắm luôn, mà rất là nặng luôn nè. Được mà cái này có khoảng mấy ngày nó cắt. Đây chắc khoảng chừng 31 gì cắt cần nó cắt. Ở nhà có máy cắt mà muốn cắt giờ nào cắt đúng không? Đại gia mà muốn cắt giờ nào cắt. Khoảng tuần nó cắt được ha. Đó bà con xem OM18 rất là đẹp ở tại khu 6 của tháp 10 ha. Trường Xuân. Đó, khu 6 Trường Xuân nè, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ sau khi bố ơi, bố sau khi mà vụ rồi á mình xài mình cắt được 81 á, bố mẹ có vui không? Vui chứ. Được tắng mốt ngon ha. Bữa kỳ đó ướt tắng cái gì mà. Nó tự tắng không ướt, giờ tự tắng thân tắng không à. Dạ. Rồi vụ này ướt cỡ nhiêu được? Vụ còn này hồi năm ngoái là nó cũng tắng đó. Chắc cũng cỡ đó rồi đó. Chắc rồi năm ngoái là nó cũng tắng đó. Rồi hơn tắng thì sao? Cái này chắc có lạnh gì. Phải du lịch một mình đâu có rủ con đi đâu. Đi du lịch đi một mình không à? Du lịch mà miễn ai đi ở đâu rồi giờ cho hay là đi liền, ở không là đi liền. Rồi bây giờ tổng kết cái chai nè, con chuẩn bị cho đi du lịch công ty nè, nhà máy luôn nè. Đi bốc thăm trúng thưởng, trúng máy cài, máy xới, trúng cái gì đó thì trở về sát bên, trở về luôn. Cái này thì được sức rồi, chưa? Trên rồi. Bố thấy cái này là... Cái này là 78 chai hay gì rồi nè. Dày hơn, bông. Nó dày mà tươi hơn. Bà Thương cái này 78 chai hay gì rồi. Rồi cái này 26 chai nè. Vậy là 100 rồi. Ừ, 100, hơn 100 để mấy chai rồi. À, vụ rồi mình xài chút xíu mà. Vụ sai rồi, xe hết. Này không. Ủa là kỹ sư công hậu bữa có cập nhật bố mẹ là một phiếu chưa? Có rồi hả? Có nói đó. Có nói hả? Con có đọc hả? Có nói à, vậy là có rồi. Không biết đọc hay không thì không biết. Dạ ok. Đó vậy là bây giờ thì Hòa Thương cũng sẵn thông báo với bà con một lần nữa. Có nghĩa là Hòa Thương sẽ kết thúc chương trình vào cuối tháng 9 này. Chuẩn bị chúng ta là tới lễ 20 tháng 9 rồi là Hòa Thương sẽ kết thúc cái chương trình bốc thăm trúng thưởng 100 chai này vào cuối tháng 9, thì Hòa Thương sẽ không nhận bất kỳ một cái thông tin phản hồi đơn hàng nào nữa. Quý bà con nhớ kỹ giùm của Hòa Thương. Cho nên bây giờ quý bà con nào đã đủ phiếu thì phải điện thoại về cho Hòa Thương đăng ký liền ngay lập tức. Còn quý bà con nào thí dụ mình được mới có 70 chai, 80 chai gì đó thì đăng ký luôn mười mấy chai, 20 chai nữa cho nó đủ 100 chai để chúng ta lấy phiếu bốc thăm trúng thưởng. Hòa Thương sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 và bước vào tháng 10 thì sau khi chuẩn bị công tác hết mọi thứ rồi thì Hòa Thương sẽ làm tiếp tục một cái clip để thông báo là sẽ có xe đưa rước quý bà con để chúng ta về nhà máy như thế nào. Nên là Hòa Thương sẽ kết thúc vào tháng 9, quý bà con nhớ kỹ nha. Nên là có ai mà đủ 100 chai nói con luôn, để con biết con đăng ký để đợi bao nhiêu nha. Lần này chắc có mình bố không quá. Mình à. Có chứ. Bố với hàng phát này nè, mà không biết nó đủ gì. Chưa nè. Dạ đó, đó. Ý là coi có đủ không, đủ thì đăng ký để tụi nghiệp người ta không có. Nha, quý bà con nhớ kỹ giúp Hòa Thương. Nên là quý bà con hãy xem, theo dõi kênh YouTube Hòa Thương thường xuyên để cập nhật nha. Và nên là khoảng 2 ngày nữa Hòa Thương sẽ quay clip, Hòa Thương sẽ đọc lại danh sách một lần cuối cùng, một lần nữa cho quý bà con xem. Xịt là vô gạo là đẹp luôn nè. Đẹp không? Đẹp bóng rồi nè. Xịt ít thôi, đừng xịt nhiều nha. Đây thật luôn đó. Rất là đẹp luôn, bông nào bông ấy, bông nào cũng đẹp chứ. Giờ bứt cái sợ nó uổng quá.
Có hổng xịt hai cái chai này lộn mà không biết có sao mà sợ mà điện không được. Cái này đậm nhiều quá nó xanh. Thì bỏ vậy. Đậm quá nó xanh. Nên cái sợi lá nó xanh. Cái này luôn. Đây cả nhà xem con bố nó vậy hết. Đây con bố rất là đẹp luôn, nó tươi đối luôn hết trời nè, tươi sáng mực luôn mà. Sáng ha, ngon lành ha. Rồi bây giờ thì tóm lại thì ở đây quy trình Hoài Thương cũng không nói nữa, tại vì quý bà con cũng đã xem khá là biết rất là nhiều rồi. Và chủ yếu Hoài Thương chỉ nói cho quý bà con mới thôi, quý bà con xài VTSD, quý bà con nhớ trộn phân, và sau khi trộn phân xong khoảng 3-4 ngày sau bóc phân thì chúng ta sẽ xịt. Thì như vậy thì khi chúng ta bón phân, chúng ta xịt thì chúng ta giảm cái lượng phân lại như bố mẹ là sẽ ok. Được mà, và chúng ta sẽ xịt đến giai đoạn cuối và đưa kali vào để cho nó vô gạo được sáng hạt, chắc hạt và chín như thế này. Ghê gớm không? Trời ơi, ghê gớm không? Đó. Bây giờ xài thuốc này bây giờ yên tâm rồi, vụ sau nó là xài hết sợ rồi, đó. Hết hồi hộp rồi. Thấy ngon lành đâu mà làm rất là đơn giản, xịt hôm rất đó là đơn đi giản. Sợ xịt xuống vậy chứ cũng còn vẫn sợ. Bây giờ là mới yên tâm rồi đó. Mà nó dài. Bằng cái lá luôn rồi. Nó dài. Giờ mà cắt được tấn tấn mốt nữa là rồi ha. Trời ơi trời, đâu ra tấn mốt chắc con áp lực quá. Giờ anh tấn thì được chứ mốt tấn mốt con áp lực quá. Thuốc thì nhẹ rồi đó, thuốc dạ. Nhẹ phân nhẹ nè. Thuốc nhẹ phân nhẹ mà đòi mà thuốc nhẹ phân nhẹ mà đòi nặng ký. Trời ơi, thuốc nhẹ phân nhẹ ký vừa vừa thôi. Dạ ok thì theo bố coi là chắc có khoảng chắc nó hơn 1000 ký đó, mà không biết là khoảng nào đó. Không mà thật sự đó thì có cả nhào mẹ đang Hậu ơi, Hậu ơi, em quay sao nè Hậu, em đi qua đây luôn, xuyên qua đây luôn Hậu. Không có nhà cũng không có con. Bông chất loại cỡ này, đường nào không chút. Cục quạt. Sáng giới không? Đó, trời ơi, con khoát nhất nữa, có cái độ mà gió, cái đó kìa. Trời ơi, bông lúa đá ghê. Vậy nè, nó nóc trên rồi nè. Dạ. Mà này đẹp, cũng con gặm luôn. Cũng quá, nhắc hết cái con, cũng quá. Đây là đại gia vậy là mới đúng bài luôn, là làm kiểu này đã răng sóc giàu luôn, giàu hơn nữa chết luôn rồi. Chứ hôm nay thì à, có nghĩa là ở đây là bố mẹ nuôi Hoài Thương, mà thật sự luôn á là bố mẹ nuôi chứ làm lúa không trúng chắc cũng ghét lắm chứ nuôi gì mà nuôi, đúng không? Nói chứ thật sự con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả như thế này, và có kêu Hoài Thương xuất quay một lần nữa, nên là Hoài Thương mong là khu vực bà con mình ở gần nhà máy của công ty và đặc biệt ở khu vực Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh khác nói chung, với bà con cứ áp dụng VTSD nhớ giảm phân các cái là mình sẽ làm ok, được không ạ? Nên là Hoài Thương sẽ chỉ cho bố mẹ một cái bí kíp sau đồng thân thao ra, sau đồng thân đợi con nửa tháng nữa ra phải có kết quả mười mấy hộ đó đều đạt hết thì mình mới dám. Chứ bây giờ một hộ hai hộ cũng chưa có tin. Cái này bây giờ là một hộ đã làm trước rồi, nhưng mà làm hai vụ luôn rồi. Cho bố cắt vô bao là kể như hết sau đục thân đó nha. Dạ ok. Mà giờ mười mấy hộ nữa để mình xem mười mấy hộ đó làm đạt nữa thì mình mới tin, mình mới áp dụng được. Ok nha. Chứ Hoài Thương vẫn còn thấy sau đục thân lai rai, chứ không phải là không có nha. Và bây giờ thì Hoài Thương đọc lại cái số điện thoại Hoài Thương là 0938 799 188. Bà con nào đủ phiếu rồi nhớ điện thoại về đăng ký. Rồi bà con nào cần tư vấn qua điện thoại nha. Và cái thứ ba nữa là với bà con nhớ là ai bà con khu vực này có tới thăm vườn của bố mẹ đi, và cho bà con cái câu trả lời tiên là lúa nó có đẹp đúng như vậy hay không, hay là chúng ta nói xạo, đúng không ạ? Rồi bây giờ theo mà Hoài Thương đi là từ trong tới ngoài đó là sao? Từ trong tới ngoài đi không nổi luôn. Từ đầu trong tới ngoài đó nó đi ngang một màu. Tại vì á Hoài Thương nói là để đi coi kiếm cái chỗ nào đẹp quay, dừng lại quay, mà đi chỗ nào cũng đẹp hết. Tới ngoài luôn. Tới đầu đất luôn. Đây là đầu đất. Đất này của mình là tưởng đâu cái này của người ta, vậy là của mình luôn, mà hai bên giáp canh nhau vậy luôn mà đều y ngang luôn. Nhà tới ngoài luôn đó. Mà hai cái ruộng kế sâu sau đó thì có thấy nó gần hoàn toàn nó khác nhau không? Nó lộn xộn, nó không có đẹp. Đây thì Hoài Thương chia sẻ lại, 1 hecta là 2.730.000 cho 6 chai VTSD màu vàng, 2 chai nano đồng màu xanh và 5 chai kali kẽm. 3 sản phẩm này là bộ 3, thì bà con còn biết chi tiết nếu bà con cứ kết bạn Zalo hoặc thực hiện ở cái quy trình cho bà con xem, nhớ kỹ là bộ 3 sản phẩm này mình vừa xài cho lúa được mà mình xài cho rau màu, bầu bí mướp ướt cà dưa leo được hết. Một chai này xài trên rau màu tới 100 bình máy, được không ạ? À? Còn chai nano đồng là xài 50 bình máy, còn kali này chúng ta xài được khoảng là 10 đến 20 bình máy vẫn được. Được không ạ? Nên là quy trình cụ thể rõ ràng thì quý bà con cứ liên hệ Hoài Thương thì Hoài Thương sẽ chỉ cho quý bà con của mình, được không ạ? Còn bây giờ thì nữa cắt lúa xong cho con kết quả nữa nha. Rồi. Được không ạ? Rồi bữa nay Hoài Thương tới có vui không? Vui chứ. Rồi chuẩn bị khô trên bàn là làm sao? Vô nhậu. Rồi con ăn tương rồi sao? Tương mà khô nó đâu có máu đâu á. Đã ăn được ha. Khô mà. Đã ăn được phải không? Rồi ok, Hoài Thương cùng với bố mẹ chúc bao việc ở tại kinh hội Trường Xuân. Rồi Hoài Thương xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào cái clip tiếp theo. Hoài Thương sẽ đọc
cái số công danh, số điện thoại đầy đủ. Con không tin tưởng thầy lại thăm lúa hả? À, không tin tưởng cứ tới thăm lúa thoải mái đi. Bố mẹ nuôi bà Thương dẫn đi hết ruộng đi, chừng nào mỏi chân về còn đi. Mà cảm thấy lúa chúng quá đẹp quá đi không nổi thì cứ ngồi lại ông bà nấu đồ ăn cho ăn luôn. Trời, về thăm lén. Được không ạ? Biết đất rồi đi thăm lén. Rồi ok, chúng ta cả chào cả nhà đi. Bye bye, bye cả nhà chưa nghe. Tặng cho bà con nè. Đây. Quý bà con ơi, đây là cánh đồng của chú Ba Việt ở tại khu 6 Trường Xuân ha, ở Đồng Tháp nè, OE18. À, ở đây á, là bình quân á, mỗi một vụ, ba vụ ở đây thì bình quân là chú Ba nói là cắt mỗi một vụ là một tấn đều hết như vậy đó. Nhưng mà vụ rồi là áp dụng cái VTHD kali kẽm của mình vào hai cửa cuối thì bố có thông báo là cắt được một tấn mốt, bố rất là vui. Nên vụ này là mới bố và mẹ tự tin dám áp dụng hết 15 hectare giống OE18 với VTHD của mình từ đầu vụ đến cuối vụ luôn. Và bây giờ OE18 này chuẩn bị nè. Nè, khoảng chừng một tuần nữa cắt nè, mà bà cả nhà xem đi. Đây cả nhà xem ha, đây là bông ở ngoài nè nha. Đây, bông này là ở ngoài nè. Ha, à, được chưa? Và chúng ta sẽ vô trong nè. Đó, và chúng ta tiếp tục vô trong ha. Đây. Đó, nó rất rất là đều nhau ha. À, bông rất là già, rất là đẹp, tỷ lệ lép nó rất 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 là ít. Đây, bọc rất là đẹp luôn, đẹp cho tới trong, ở trong như thế nào là ở ngoài như thế nào là ở trong nó y như vậy. Và cô chú rất là khen, nó là thật sự luôn, là không có tin VTHD sau khi làm hai vụ rồi mới tin nè. Và vụ sau là cô chú mới yên tâm tin tưởng áp dụng hết luôn. Thế bà con xem OE18 nè ha. Nhưng mà ở đây là cô chú có rước hạt 5kg như cả nhà, thì có sao và Thương nói thì sao nha. Nên với bà con nào muốn áp dụng bộ ba VTHD như cô chú trên 15 hectare để tiết kiệm được chi phí, mà đặc biệt cái lượng phân cô chú giảm được khoảng mười mấy, gần 20kg trên một công. À, vụ này cô chú đi rải phân đơn thì chỉ có là 40kg phân thôi. Những đợt phân chính là 35kg và 5kg là cô chú rước hạt. Tại vì vùng đất ở đây cô chú nói là dù có sử dụng VTHD hay không sử dụng thì cô chú vẫn phải rước hạt 5kg như cả nhà. Đây, rất rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà nào mình ở Đồng Tháp thì bà con cứ tới đi, cứ tới thăm cánh đồng, không đẹp không lấy tiền luôn. Đây bà con xem lúa như thế này nè, OE18 nè. Wow. Bà con cứ liên hệ Hòa Thương số điện thoại Zalo 0938799188 hoặc 0939668339 thì Hòa Thương sẽ tư vấn cho cả nhà để chúng ta áp dụng, để chúng ta tiết kiệm chi phí, chúng ta trúng mùa để làm giàu trên đất mảnh đất quê hương của mình luôn nha cả nhà. Đây, hỏi bố mẹ câu cái nghe cả nhà. Bố mẹ ơi, làm lúa trúng đạt tiết kiệm chi phí gì vui không? Vui sao đâu, có thấy vui gì đâu. Vui để làm gì, đi du lịch hả? Trời ơi, cưng quá à. Đó, trời, bên nào đi ra bên đó luôn cả nhà ơi. Bông này nó đẹp như thế này, sáng thật thế này không bị cháy lá luôn. Quá sức. À, đây, kỹ sư công hậu đảm đang như thế này nè cả nhà. Dạ, đây sau khi đi thăm ruộng, quay ruộng xong rất là mệt nhưng mà vẫn còn rất là nhiều sức để chặt dừa. Vậy mà vẫn ế tới bây giờ. Hả? Rồi, chúng ta sẽ uống nước dừa nha cả nhà ơi. Wow, dừa này ngon nè. Wow, vừa nhà luôn nha, vừa nhà luôn nha. Vừa dứa hả? Dù gì? Chị ơi, chị vô bia lộn nhà không? Là về đây kêu bia thiệt hả? Trời ơi, cậu ba nó dễ vừa lộn. Trời đất ơi, là kêu bia thiệt hả bố mẹ? Ừ. Trời ơi, mình ăn tương thiệt mà. Rồi nhậu bia với cá khô thiệt hả? Trời ơi. Đó. Nói chơi làm thiệt nha cả nhà ơi. Đây, khô. Khô cá đuối hả bố? Ủa, không có máu là ăn được ha. Không có máu. À, rồi giờ làm sao đây, theo cả nhà và Thương biết làm sao. Mà biết làm sao đó, bia đây. Nha. Yeah. Mồi đây. Bố ơi, bố có thể nói với con một câu được không? Còn gì nhỉ? Câu lại cái này làm sao? Thì có con thì đến đây thì vụ rồi thì cũng trúng vụ này thì cũng khá. Thì hai vụ nó na ná với nhau thì bố trời ơi có gì đâu, mấy lọng bia mà. Nhưng mà bây giờ cô ăn tương là cá này ăn tương được ha? Được, được ha. Rồi qua tôi xin mời cả nhà nghe. Dạ. Liên ở đây. Dạ. Rồi bây giờ này cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình cũng đi. Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng sản phẩm và sử dụng rất là hiệu quả và đã mời Hòa Thương, tại vì bữa nay bố mẹ không biết Hòa Thương ăn tương
Cho nên là đã chiên cá phôi sẵn rồi, nhưng mà bố mẹ cũng vớt lại câu là thôi phải con tương, bố mẹ cho con làm nước tương để chấm nước tương thì cũng gọi là ăn tương, đó là cái bà con mình hoan hỉ nha. Bây giờ cả nhà mình mời cả nhà với tất cùng nâng ly với món cá khô cá đuối hả? Cá đuối này ua ăn vô là đuối luôn à. Chú nào cùng vô một hai vô nha. 1, 2, 3 vô. Giờ đề nghị quậy thương nha. Quậy thương giờ đại nghệ quậy thương nha. Xịt lúa thì đẹp rồi mà đổi cái nón không đẹp thôi, mình bóp bỏ nó đi nha, hồi sau đừng đổi nón nữa nha. Mà đổi nón đẹp. Hồi nãy vô là bị chửi cái vụ nón lá. Bố mẹ đó. Nó lá gì đâu. Hay gì cái phải là cái nón quế. Nón quế. Nó mới chút đi mình thuốc mới là phải gì đó, dặn nón mới. Thuốc lại là tốt nè, lúa xịt nữa đẹp. Ok, cái nón vậy. Để lần sau con đổi cái nón. Rồi, nón cái đi. Rồi, mình vô cắt nữa nè. Dạ, bố cặn đi rồi đó hả? Cái này đi xong bụng, xong vô cắt nước quá quốc ly luôn. Rồi, 1, 2, 3, vô. Chào mừng chăm nha. Dạ. Sao cũng đổi 100 chồng. Bụng nãy bụng. Bụng nhiêu được chứ. Bụng hay mà làm. Trời ơi, nó đã. Thằng nhà đấm đuối rồi. Bỏ, 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 giỏi quá. Trời ơi, cả đi cho bằng trăm cái cả nhà. Sau khi chúng ta đi thăm ruộng mà nó mệt, nó đổ mồ hôi, nó mệt. Này, lúa trúng rồi. Chúng ta để một ly cái này vô trời nó rất là sướng nha cả nhà. Rồi, thì chúc cả nhà xem clip và thương vui vẻ nghe. Bye bye.